Có thể bạn vẫn đang nhầm tưởng rằng chỉ cần ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày là đủ để có sức khỏe tốt. Tuyệt nhiên đấy chỉ mới là điều kiện cần, và điều kiện đủ ở đây chính là chất lượng giấc ngủ của bạn. Những thói quen và tác nhân bên ngoài tưởng chừng như vô hại, nhưng lại chính là lý do ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng đèn ngủ là một trong những tác nhân thường gặp nhất khiến giấc ngủ của bạn kém chất lượng. Giải pháp dễ thực hiện và hữu ích nhất cho bạn chính là sử dụng miếng bịt mắt ngủ. Bịt mắt được làm bằng vải cô tông mềm, không gây nóng và khó chịu. Dây đeo bịt mắt gồm hai dây thun có giãn tốt và tạo cảm giác thoải mái. Bịt mắt được may theo đường cong khuôn mặt, giúp che hoàn toàn không cho ánh sáng lọt vào mắt. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Giao hàng nhanh và đầy đủ, chất lượng sản phẩm phù hợp với giá tiền. Shop giao hàng nhanh, giao đúng phân loại, đủ số lượng khách đặt. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.